Chào anh em nhá. Chào anh chị em đã coi clip của mình nhá. Hôm nay là mình đang đây. Có mấy bé Corgi siêu đẹp. Đang muốn giới thiệu đến anh em đây. Hai bé được nhá. Bé được. 2 tháng tuổi, siêu đẹp. Lên hình đẹp này. Đấy. Quàng nè. Một vòng phía sau cho anh em coi nhá. Quàng cổ đẹp nhá. Quàng nét nè. Đó. Nhìn người đằng sau nè. Ú nù. Đấy. Siêu đẹp luôn. Nè. Quay 360 độ cho anh em coi luôn nhá. Bây giờ mình quay hai bé có ghi được cho cả nhà đây. Hai cô ghi được kẻ vẻ của Tiến nè. Qua bên này coi coi Tiến cho anh em luôn. Đó. Rồi quay cái cổ lên đầu nè. Hai con luôn. Tiến xong này. Quàng cổ này. Trời ơi. Không có điểm trên luôn cả nhà ơi. Đây nữa nhá. Phải nói là siêu phẩm. Anh em nào bộ kết thì liên hệ cho mình nhá. Đẹp đấy, đẹp hình đẹp đấy. Cực kỳ đẹp luôn anh em. Được đấy. Đó. Mặt mình đẹp đấy. Trời ơi, sao tụi mặt mình đẹp. Ba bé đực nhá, mình còn một bé màu tri nữa cũng là rất là đẹp luôn. Anh mang bé màu tri ra luôn anh. Lè lười rán được mới đẹp. Đấy. Chưa là đấy bé kia chưa lè lưới nha. Lè lưới nó càng đẹp nữa. Bé này bé một tri là bé cái nhá. Đó. Đừng có bông cái rửa anh lời ạ. Bông cái rửa anh lời xấu. Đừng có tỏ cái chấn sạc quá thì. Đang lè lưới này. Phải lè lưới mới đẹp. Đó. Phải eo em không? Lè lưới như bé này là cực kỳ dễ thương này. Đừng chụp hình nữa. Anh thẳng đi. Ba bé cô ghi. Không. Thì cứ liên hệ mình nhá. Từ đẹp đến siêu đẹp thôi. Siêu chứ không có xấu. Đẹp đấy. Được đấy. Đẹp đến siêu đẹp. Còn nếu mà le lười nữa là đẹp. Đẹp đấy. Chứ le lười. Chó thả nó chó chạy nó mệt le lười chứ. À. Cho ngồi. Ngồi như thế này. Con không bỏ cổ hẳn là le lười liền. Con bé này để em coi từ cái bé này coi nè. Đó, bé cái nhá, màu tri. Đằng sau cho quay cho em coi đằng sau á. Đó. Đằng sau nó mập mạp này. Đấy, quay mặt lại một lần nữa. Đó. Lên đi, ta thấy vẫn không đẹp bằng bé nào của ta. Cực đẹp luôn. Đây, ây da. Chị Hiền không chụp hình mà bắt cho đi. Lười nhát. Đó, bé này cũng dễ thương nè. Lòi kít ra đó. Đó. Bé 2 tháng tuổi mà nhìn rất là đẹp luôn anh em nhá. Rồi, hello, xin chào anh em nhá. Thì anh em nào cần đến là Corgi từ đẹp đến siêu đẹp, đó, ông chùm thú cưng, chạy chỗ tỷ đô TV cứ liên hệ mình nhá. Mình có đồ để số điện thoại trong phần giới thiệu. Thì anh em cứ alo mình nhá, sẽ giới thiệu cho anh em bé nào đẹp nhất, đó, bé không đẹp không bán nhá. Anh em có mà bé mà không đẹp anh em cầu xin năn nỉ mình cũng không bán nhá.